Thưa quý vị, Tết Nguyên đán đang cận kề. Những ngày này, người trồng đào Nhật Tân Hà Nội đã bắt đầu tất bật chuẩn bị công đoạn cuối cùng để đưa đào Tết ra thị trường. Giá đào dự kiến thấp nhất sẽ là khoảng 80.000 đồng một cành và cao nhất là 30 triệu đồng một cây. Thị trường đào Tết 2 tuần gần đây đã khá sôi động. Thương lái các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh đang nườm nượp đổ về Nhật Tân lấy hàng về các tỉnh tiêu thụ. Theo các hộ trồng đào tại Nhật Tân, năm nay giá đào nhỉnh hơn so với năm ngoái. Mỗi cành mua tại vườn có giá dao động từ 500 đến 800 ngàn đồng. Cành to được uốn tạo dáng sẽ có giá từ 2 đến 4 triệu đồng. Đáng chú ý, các cây đào có giá cao hơn, cây nhỏ từ 1 đến 2 triệu đồng, trong khi cây lớn có thế đẹp, giá có thể lên tới từ 25 đến 30 triệu đồng. Mặc dù thị trường các mặt hàng nói chung bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng năm nay đào Nhật Tân được mùa lẫn được giá. Tuy nhiên, người trồng đào Nhật Tân vẫn lo nhất là trong trường hợp phải giãn cách xã hội, việc vận chuyển đào đi tiêu thụ sẽ gặp nhiều khó khăn.